Con này này uống rất là ham luôn. Đây mọi người nhá, chàng trai chăn bò kìa. Hello, xin chào tất cả mọi người nhá. Thì hôm nay là mình đi chăn bò nha mọi người nhá. Bây giờ là đang dắt bò đi uống nước. Chỗ mình thì nước rất là hiếm hoi luôn nha mọi người nhá, cho nên là phải dắt nó đi lên trên đầu nguồn kia để cho nó uống nước nha mọi người nhá. Đấy, bây giờ là mình đang đi theo chị mình ha, dắt bò đi uống nước. Đấy, chỗ mình là đi chăn bò nha mọi người nhá. Đây là gần tới nguồn nước rồi nha mọi người nhá. Đây này. Đấy, đi chăn bò nhá. Đấy, bò tới rồi kìa. Đấy, bò rất là sướng luôn nha, uống nước rất là sướng luôn nha mọi người nhá. Đấy, đó. Đây trong này cá, lúc trước mình có bắt cá làm clip ở TikTok nha mọi người nha. Đấy, đây mọi người nha, chàng trai chăn bò kìa. Đấy, hello, xin chào mọi người nha. Đấy, đi chăn bò về nha mọi người nha. Bây giờ đang cho bò uống nước. Để xong mà nó uống xong rồi tí nữa là mình dắt nó về thôi mọi người nha. Đấy, bây giờ là cũng 11 giờ rồi nha mọi người nha. Đấy, mọi người thấy không, bò kìa. Đấy, uống xong rồi tí nữa mình sẽ dắt nó đi nha mọi người nha. Đó, bò bò đực đó, uống rất là ham luôn nha mọi người nha. Đó, bò này này uống rất là ham luôn. Đấy, uống mà uống kinh khủng. Bây giờ là đang đuổi nó về nha mọi người nha. Đây này, bò rất là lì luôn mọi người nha. Đó, lì lắm. Đang về nha mọi người nha. Chỗ mình là rất là hiếm nguồn nước luôn, cho nên là phải dắt nó đi thật xa cho nó uống nước xong rồi cho nó về nha. Đây, cỏ này là cỏ người ta trồng chứ không phải là cỏ tự nhiên á, cho nên là không cho nó ăn được. Đi đi đi. Ok, đi chăn bò nha mọi người nha. Cho nó ngồi mát nha mọi người nha. Bò mà cho nó ở dưới nắng là cũng không được nha mọi người nha, rất là nguy hiểm. Đấy, bây giờ là lấy cục chỗ mát nha mọi người nha. Đó, như em mình đang cục đây. Đây là một ngày chăn bò, bây giờ là 11 giờ trưa, cho nó nghỉ mát. Đấy, bên này là chị mình đây. Đó, đó em. Đấy, chị mình đang lấy cục kìa. Đấy, đây hai mấy con. Đấy thì clip mình thì xin tạm dừng tại đây nhá. Đấy thì mình phụ chị mình lùa bò đi đi kiếm cái nguồn nước cho nó uống nha mọi người nhá. Xong bây giờ là đã cục nó ở dưới vườn điều cho nó nghỉ mát nhá. Đấy thì thôi, cảm ơn mọi người, cũng mong là mọi người sẽ luôn đồng hành và ủng hộ xem hết clip của mình và chia sẻ nhá. Cảm ơn, bye bye, hẹn gặp lại nhá. Đây cho mọi người xem một lần nữa như vậy nha mọi người nha. Đó, đằng sau mình là con bò đây. Đấy, thôi bye bye nhá.